Như xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Nắng Đẹp Miền Tây nha. Thì hôm nay Như đã quay trở về An Giang của nhà của mình để cùng gia đình chuẩn bị đón Thanh Minh, đón Tết của người đã khuất mặt. Thì ở đây ba đang lau dọn những phần mồ của ông bà cô và bà ngoại. Phía trên đây là của ông ngoại. Thì do lúc trước khi ông bà cô mất á, là gia đình mình chôn ở phía sau ruộng. Thì sau này lấy cốt về thì sẽ chôn trong cái quách nhỏ như vậy để ở phía trước. Còn ông ngoại mới mắc sau này nên là chôn hơi cao hơn. Ở phía sau thì cũng có một cái nhà mồ của ông hai mình. Ông hai là anh của ngoại, cũng mới mắc được gần 2 năm. Thì phía sau cô Tư cắt một cái nhà mồ rất là khang trang cho ông hai luôn. Thì gia đình mình cũng đang ấp ủ cái dự định là cắt cái nhà mồ để cho ông bà cồ và ông bà ngoại của mình. Thì hy vọng năm sau sẽ có một nơi che mưa che nắng cho ông bà của mình. Nay nhà mình cúng món gì đây nha? Thì bữa nay nhà mình cúng hai con cá lóc, nướng. Thì mình, thường mỗi gia đình khác thì sẽ cúng heo quay cá lóc nướng thì cũng được chứ. Dần nhà mình thì thấy cúng cá lóc nướng nhiều ha. Nếu còn sống ông khoái cá lóc nướng không? Ông ngoại thì khoái cá lóc nướng. Mỗi năm thì ông hai với ông ngoại lúc mà còn sống ở cái nhà thì hay làm cá lóc nướng, rất là thích luôn. Hai anh em rất là thích cá lóc nướng. Thì do là nhà ngoại của mình mấy cậu đi làm ở xa nên là mấy cái dịp lễ Tết hay Thanh Minh này kia thì ba mẹ sẽ là người đứng ra cúng, còn bên nhà nội thì sẽ có mấy bác cúng á. Nay cúng hoa màu vàng, hoa màu đỏ quá đẹp luôn. Hoa cúc, hoa đồng tiền, quệ. Chỗ này hơi nhỏ quá. Có sữa sang cái này che giống ông hai con tổng mà cũng phải sửa cái của cầu em cầu lên cho nó bằng luôn hả ba? Bằng với ngoại luôn. Coi nó được cái đổ nè lên tới đây nè. Tới miếng này nó thấy bằng. Mình phải làm cái nền cho cao lên bằng của ông hai chồng. Cho mình che cái đứng cho đó. Che nắng che mưa. Nhà mồ của ông hai chồng cậu Tư cắt quá đẹp. Mát mẻ luôn, có lót không nữa. Hy vọng là năm sau nha, ông ngoại bà ngoại cũng có một cái nhà mồ. Ủa cậu Tư thấy cái nhà đẹp ha. Dạ. Tư làm quá làm rồi. Cho ông hai và hai nằm nghỉ dữ dằn. Tư về tối ngủ uống trà luôn á, vàng đó. Dạ, chỗ đó thì sạch sẽ mát mẻ. Rồi, hái ngon ít lá cấp đi đặng vô mình ăn cá nướng luôn. Cái đó lần bạn không? Lần ăn tốt mà. Ăn ba, ăn hái đi ba. Cái lần này cô ngoại chồng đó giờ luôn. Ủa lá cúc ăn ngon quá ha. Mưa hổm giờ nè. Cái mưa cái tốt lắm. Lá cúc ra trái non ngất chưa? Lá cúc mà ăn bánh xèo thì tốt chưa? Cái ăn chỉ cái đường này. Ta có ngâm rượu uống không mà? Ừ, hay coi cá nướng là ngon nhất sức. Đó ngoài mà nhậu với hai á. Chuyên gia hái này không. Bây giờ hai ông cũng nướng nhậu rồi. Hiện nay mình cũng cá nướng cho hai anh em với nhậu. Hai ông cũng nướng. Cái xanh này mình trồng mình dưỡng tới Thanh Minh nè, cái nhà của mình ăn cá nướng nè. Trồng rất là nhiều loại, như trồng cải xanh, như là rau cần để mình nấu canh chua. Cải xanh này thì mình trồng không có gãy hút cái gì cho nó, trồng nhà ăn mà. Mình nghe trồng ở phía bên ngoài nhà nên là ai đi người ta có muốn ăn người ta cũng nhỏ luôn à. Nghe trồng gì đam mê, mình trồng cho người ta ăn mình cũng vui. Nghe cải xanh hổm ngày tốt lắm kìa. Thấy cải xanh tốt rồi chứ cũng nói với mẹ là muốn làm món gì ăn có cải xanh đó đừng nhổ. Nhổ đi mình trồng cái khác. Cái này ăn cá nướng rồi. Cái gì vậy? Cái này là cải ăn non đó. Vậy nó vậy là nó già nè. Rồi sau khi mà lau dọn mồ mã xong thì gia đình mình sẽ tiến vào trong bếp để chuẩn bị đồ cúng. Thì Quỳnh Nga đang lặt rau, còn ba thì đang bắt than lên, đang chuẩn bị nướng cá. Hôm nay nhà mình mua được 2 con cá hồi bự luôn, cá lóc. Do ông ngoại mình lúc còn sống cũng rất là thích cá lóc nướng luôn, nên hôm nay gia đình mình sẽ quyết định nướng 2 con thật là to. Còn kia nữa nha, đang lặt rau. Hôm nay mình sẽ ăn với nước mắm xả thôi nha. Lâu lâu mình đổi qua nước mắm xả ăn cho nó ngon á, cho nó lạ. Chứ ăn mắm mèo vậy cũng ngán. Cả nhà mai mốt có ăn cá lóc nướng thì làm mắm xả ăn thử, ngon lắm. Thơm, ngon đó. Đó mình ăn, cũng ăn mắm xả. Xả không á, ngóc còn này kia cũng xả. Sao mà chỗ khác, cái ăn món khác vậy đó. Không lâu đổi, đổi qua đổi lại, cho đỡ ngán. Chứ mắm xả là ăn chấm kẹo kẹo là ngon nhất. Thơm. Tự nhiên mới ăn thèm chấm mắm xả vậy đó. Mẹ mình thì phải đi chợ mua thêm một số đồ nữa nên là chưa có vô clip được. Khoảng 50 phút nữa mẹ sẽ vô sau. Theo như mình biết á, thì cái Tết Thanh Minh này là cái dịp để cho con cháu mình nhớ về tổ tiên nguồn cội của mình á. Thì vào cái ngày này thì nếu mà con cháu ở xa có tranh thủ thời gian được thì sẽ về tranh thủ đi tảo mộ ông bà, sau đó thì quay quần mâm cơm gia đình. Đây là dịp để mình nhớ ơn ông bà tổ tiên của mình á. Những con cá hoặc là uống nu. Đây là loại cá lóc. Cá lóc này là cá lóc nuôi, chứ cá đi trồng của mình thì không có được bự như vậy. Mà nếu mà mình nằm sạch sẽ, rửa sạch sẽ thì nó sẽ không bị tanh hôi. Hai cá này cỡ 4 kg mà. Cá quá bự rồi. Cá này u lắm, nó u. Quá khứ có bụng. Nó có trứng không? Quá u luôn. Dạ, trứng kìa. Cá ngon quá. Đây mình làm nước mắm xả. Nghe đang bầm mớ xả để mình chuẩn bị làm nước mắm. Xả tỏi ớt ha nha. Xả tỏi ớt. Mình nghe giới thiệu củ rau ngày hôm nay mình nha. Thì củ rau hôm nay thì có đầy đủ nha cả nhà. Này xà lách, này cải bẹ xanh của mình trồng. Này thì rau sống, rau nhíp cá, lá cách, rồi rau quế, dưa leo. Cái này đó lăng Phúc Minh, lăng đầy đủ loại rau luôn, hồi gí nữa. Nga nhấn mạnh là lá cải bẹ xanh là do mình trồng. Nãy là không rồi. Giờ cá này mình đã nướng chín xong hết trơn rồi. Giờ xin gấp ra ngoài nè. Bữa nay chỗ tài nướng cá kéo nha. Nghe rễ nướng cá cũng giờ giờ. Hôm nay giờ vợ mất vợ giờ tới rễ. Làm cúng ông già vợ. Thì mỗi năm nếu mà ông ngoại còn sống thì ông ngoại cũng nướng cá này để cúng ông cù. Ba nó đứt cái thịt vô luôn đúng không đó. Cá này ú nè, béo. Rồi, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mình sẽ tiến hành đi cúng ha. Đem ra cúng. Cúng đi. Hôm nay là cũng có ví tiền vàng bạc, là cũng có mua vài bộ đồ cho ông bà của mình để đốt xuống dưới. Sau khi cúng kiến xong thì gia đình mình cũng xin phép được dùng bữa cơm. Thì Như cũng thay mặt cho gia đình, mời cô chú anh chị cùng dùng cá lóc nướng với gia đình của mình nha. Rồi mời cô chú anh chị dùng với gia đình mình cô bánh tráng nha. Rồi, mời cả nhà. Chị Bích mời cả nhà đi, chị Bích mời cả nhà. Ok, cái bánh tráng có cái lá đừng đâm đây. Cái lá này đây là loại lá đinh lăng đâu ba. Ngon quá. Lá đinh lăng mà. Đó. Rồi là ăn một cái là nó trị bệnh á. Trị bệnh. Cái xanh thơm. Có mùi nóng ha. Cái là xanh của Nga. Thơm mùi cái xanh. Tới đạt thu hoạch rồi. Còn một đống luôn ấy chưa bẻ hết nữa. Bẻ đúng không? Cái xe trả mới hết. Vậy là mình sẽ khui một con cá này trước. Cái thịt của nó trắng đúng mà nó bông ra luôn á cả nhà. Rồi con cá này thì sẽ tiếp theo con cá này. Con cá khá là bự luôn. Con cá bự gì mình làm chà bông á, ngon luôn. Xin mời cô chú anh chị nha, dùng với mình cuốn bánh tráng nha, ốc nướng. Sáng giờ ba nướng cá cực rồi nè. Ăn được không ba? Cá ngọt không? Cá không? Để con ăn thử miếng cá. Cá nuôi nhưng mà mình mần kỹ lưỡng thì nó cũng đâu có bị tanh hơi đâu. Cái thì ông ngoại thì thích cái lóc nướng, ông còn thích lóc nướng mà với thời ông còn đó thì cái lóc đồng nhiều. Dạ. Bây giờ thì đâu có cái lóc đồng, con hiếm lắm. Dạ. Đây con mời ông bà cô chú anh chị miếng cá nha. Thịt nó hổng nè. Sáng mà màng mới ngâm muối, ngâm chanh đồ. Nó dai, thịt dai lắm. Thì cái lóc đồng nuôi thì con màng kỹ thì nó cũng thơm ngon. Mình cũng xin giới thiệu với cô chú anh chị thì ngồi kế mẹ đó là dì ba của mình. Thì dì ba không có gia đình nên là ở chung với ba mẹ của mình luôn. Dì ba thì có tật ở cái tay nên là sống với ba mẹ nấu cơm nấu nước cho ăn luôn. Dì ba có tật ở tay, dì ba giỏi lắm. Dì ba mình cũng giỏi lắm. Mời cả nhà. Mời cả nhà, cùng với gia đình mình nha. Chúng nó cách nó hôn. Nay đổi mắm xả ngon nè. Không mắm xả rồi, hành quả mắm mèo rồi cũng ngán luôn. Nó là đổi. Quẩy lên nè. Đổi mắm xả ngon. Đó ngoại súp thịt lắm. Cuốn bánh tráng ngon nó khỏi cơm. Này cánh ốc ngon. Rác con mới hết. Ốc quán được. Hôm nay thì mình quay video lên như vậy thì các cậu các dì ở xa thì cũng có thể nhìn lại quê nhà, cũng có thể đỡ nhớ nhà hơn. Theo như nghĩ cả nhà thì cái Tết Thanh Minh này là một cái nét đẹp văn hóa mà mình cần nên gìn giữ. Tại vì đây là cái dịp để mà con cháu nhớ về nguồn cội tổ tiên của mình. Thì như thế đây là cái nét đẹp văn hóa rất là hay luôn. Nên là mong sau này, thế hệ sau này vẫn có thể giữ được cái nét đẹp văn hóa này. Mẹ có thể nói rõ hơn về cái Tết Thanh Minh này được không mẹ? Nó bắt đầu từ khoảng tháng mấy? Thanh Minh này bắt đầu từ tháng 3 con. Tháng 3 thì ví dụ như mình rảnh ngày nào thì mình làm ngày nấy. Chứ không phải là bắt buộc phải làm ngày nào. Nó không cố định là ngày nào. Không có cố định ngày nào. Trong một tháng. Trong một tháng đó thì mình muốn làm ngày nào thì mình làm. Dạ. Ở nay thì mới bắt đầu đầu tháng thôi. Đầu tháng nè. Ngày xưa trong chuyện Kiều của tác giả Nguyễn Du đó nha. Đi tảo mộ không? Có câu hay câu thơ nghe nhớ không? Tảo mộ là Tết cái gì á? Tảo mộ là này nè. Con nhớ không lầm là hai câu thơ là thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Trước là mình đi tảo mộ, sau đó thì mình được vui chơi vậy đó. Thì ngày xưa bên Trung Quốc là cái nguồn gốc này ở bên người Hoa thì người đó cái lễ Thanh Minh là người ta đi chơi rất là vui luôn. Đi hình như thấy kiểu mới gặp Kim Trọng. Ngon gì ba? Ngon. Thịt con cá dai hết trơn. Cá ăn thơm mình biết được. Nhà mình ăn cũng được quá nha. Mình hết con cá rồi. Chắc có thể làm được con cá thứ hai. Sáng này chợ thấy cá lóc người ta bán cũng đắt lắm. Dạ. Người ta cũng mua cá lóc ta nướng. Ở nay gần nhà mình thì người ta cúng cá lóc nướng là nhiều hả mà. Còn nhầm chỗ khác thì người ta thích cúng heo quay. Dạ. Thì đây là do sở thích của mỗi nhà, do tín ngưỡng của mỗi nhà chứ. Thì mình muốn cúng cái gì đó thì tùy gia đình của mình. Ở nhà có một cặp cúng ở nhà cúng heo quay mà con ghé luôn ở đâu nữa, bán tới 500 kg. Heo quay 500.000 kg. Chứ thường bữa thì mẹ mua thường thì 300, 350. Mấy ngày này cái gì nó cũng lên đó. Đó nghe bác Hạnh nói con gái con ghé mua đó. 500.000 kg là má bán 500.000 kg. Cái này cái gì cũng lên chứ. Sau đợt dịch này là mọi thứ đều tăng giá. Mọi cái gì cũng lên. Chào ông bà cô chú. Thì hôm nay gia đình con cũng đã cúng Thanh Minh cho ông bà con rồi đó. Thì không biết là gia đình của ông bà cô chú đã cúng xong chưa. Thì hôm nay nhà con cúng hai cá lóc ăn hết trơn con rồi. Ăn chung với ông bà cho vui. Thì con cũng xin kết thúc video clip tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau. Tạm biệt cả nhà.